À đây rồi. Thế vợ chồng cô có định giao hàng hay không? Hẹn 20 ngày giao hàng, giờ hơn một tháng rồi, lận mất tăm mất tích, định lừa đảo à? Chị ơi, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Em đâu có nhận được đơn đặt hàng nào của chị đâu ạ. Đơn hàng có chữ ký của chồng cô đây này, xem đi. Tôi cọc cho anh ta 50 triệu, giờ hàng không giao, tính lừa đảo à? Chị nói thế là hơi nặng lời rồi ạ. Công ty em vẫn ở đây, vợ chồng em vẫn buôn bán làm ăn bình thường. Nếu như mà lừa chị thì làm sao vợ chồng em kinh doanh được ạ? Chắc là chồng em quên, chưa nói lại với em thôi ạ. Chồng chị cũng nhận cọc của em 20 triệu tiền hàng ấy, nhưng mà mãi không thấy trả hàng. Không biết là chồng chị có nói với chị không hay là quên luôn rồi. Ôi dồi ôi, chắc còn quên nhiều người lắm. Thôi giải quyết đi, không có hàng thì trả tiền. Chắc gì đã còn tiền để trả. Nghe nói là có cái ô tô cũng bán nốt rồi, có khi còn nợ nần khắp nơi. Thôi thôi, phải nói nhiều nữa. Cứ live stream lên mạng ạ. À. Thật giả là biết tốt. Ôi chị ơi, có gì mình bình tĩnh giải quyết được không ạ? Em xin chị ra chị tắt điện thoại đi ạ. À. Ôi em. Chị làm cái trò gì đấy? Em không sao. À đây rồi. Thế bây giờ anh định giải quyết như thế nào đây? Anh định nợ lần không trả bọn tôi à? Ăn quyền bọn tôi là không xong đâu. Chị cứ bình tĩnh, hai chị cứ bình tĩnh ạ. À. Em làm việc với các chị nên là bây giờ em sẽ giải quyết ạ. Chuyện này là như nào ạ? Đúng là anh có nhận đơn của các chị thật. Nhưng mà bận quá chưa có thời gian để nói với em nên là em không biết. Tự nhiên mọi người vào đây mắng chửi em, sao mà còn bảo em là lừa đảo nữa chứ. Em đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra đây ạ. Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh có liên hệ với bên cung cấp rồi và cũng có chuyển tiền cọc cho họ nên là em yên tâm. Đầu tiên thì em thành thật là xin lỗi hai chị, bởi vì đợt này là bên vận chuyển nó khó khăn quá, hải quan người ta giữ hết hàng của bọn em, mà bây giờ tất cả vốn liếng của vợ chồng em là cũng ở đấy hết rồi, chết dí một chỗ. Các chị đều là dân làm ăn, mong các chị hiểu và thông cảm cho chúng em ạ. Chúng tôi cũng bí quá rồi, khách hàng người ta rục ầm ầm. Đấy, bây giờ là tôi thông cảm cho anh chị thì ai thông cảm cho chúng tôi đây? Chỗ làm ăn với nhau tôi cho anh chị 2 ngày. À, bây giờ như này đi, đúng 2 ngày nữa nếu như mà không có hàng thì em sẽ bách lại tiền cọc cho hai chị và đền bù cho hai chị một chút tổn thất, được không ạ? Thôi cùng lắm thì mình lại bán cái xe mới đổi này để trả tiền cho hai chị đỡ lo thôi em ạ. Ừ, cũng mỗi vài đồng bạc thôi mà. Thế được không ạ? Nhớ đấy nhá. Thế thì 2 ngày nữa tôi quay lại nhá. Em cảm ơn hai chị ạ. Sao không em? Chị áo chân rồi đây này. Đây, em vào ngồi đây. Xem nào. Ôi, chẹo chân à. Em gửi anh. Anh đọc cho em xin cái số tài khoản, em chuyển lại anh 500 tiền thừa. Không cần đâu. Ơ, em cảm ơn anh. Về em. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, có gì về nhà nói đi. Tính đã. Bỏ ra. Em hỏi anh, rốt cuộc là anh nợ người ta bao nhiêu tiền nữa? Ô tô thì bán, nhà thì cắm ngân hàng, còn mỗi cái cửa hàng thôi, bây giờ cũng sắp phải đóng rồi. Anh muốn mình phải làm như nào đây? Thì em cứ xuống đây ngồi mình nói chuyện. Chuyện này mà bung bét ra thì em không còn mặt mũi nào để mà nhìn ai cả. Rồi còn cả bố mẹ của em nữa. Em phải giải thích như thế nào với họ đây? Hả? Anh biết rồi là tại anh mà. Nhưng mọi chuyện đã tệ đến như thế này rồi. Mà em cứ thế thì làm sao anh giải quyết được? Anh sẽ có cách thôi. Bỏ ra. Anh xin lỗi. Nhìn đi.